Tiểu sử Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Lý do ra đi đột ngột khi đang đương chức Phó Thủ tướng. Ông Lê Văn Thành sinh ngày 20 tháng 10 năm 1962, mất ngày 22 tháng 8 năm 2023. Ông là một nhà chính trị gia người Việt Nam. Ông nguyên là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, nguyên là Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên là Phó trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 12. Ông cũng từng giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hải Phòng từ năm 2015 đến năm 2021, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng từ năm 2016 đến năm 2021. Theo tiểu sử được công bố, ông Lê Văn Thành sinh ngày 20 tháng 10 năm 1962, quê quán ở xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Ông là con thứ ba trong gia đình có 6 anh chị em. Cha của ông qua đời khi ông Thành chỉ mới 10 tuổi. Ông Lê Văn Thành tốt nghiệp giáo dục phổ thông 10/10. Ông học Đại học Kinh tế Quốc dân, hệ chính quy, tốt nghiệp loại giỏi, trình độ lý luận chính trị cao cấp, có khả năng ngoại ngữ, tiếng Anh trình độ B. Ông Lê Văn Thành từng làm việc tại nhà máy xi măng Hải Phòng từ năm 1986 đến tháng 2 năm 1988. Ông từng giữ chức vụ cán bộ kế toán, phó trưởng phòng kế toán tài chính. Ngày 24 tháng 6 năm 1997, ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến tháng 6 năm 1998, ông giữ chức vụ Bí thư chi bộ, trưởng phòng kế toán tài chính, ban quản lý dự án xây dựng nhà máy xi măng Hải Phòng mới. Tháng 4 năm 2003, ông giữ chức vụ Phó trưởng ban quản lý dự án phụ trách lĩnh vực kinh tế, chỉ huy trưởng công trình xây dựng nhà máy xi măng Hải Phòng mới. Vào tháng 7 năm 2004, ông Lê Văn Thành giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty xi măng Hải Phòng, kiêm Phó Ban Quản lý Dự án, chỉ huy trưởng công trình lắp đặt, chạy thử nhà máy xi măng Hải Phòng mới. Tháng 12 năm 2005, ông trở thành Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, quyền Giám đốc Công ty xi măng Hải Phòng. Tháng 6 năm 2006, ông là Phó Bí thư Đảng ủy và Giám đốc Công ty xi măng Hải Phòng, kiêm trưởng ban quản lý dự án khu đô thị xi măng Hải Phòng. Năm 2007, ông Thành đã ứng cử và được làm đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 12. Từ tháng 6 năm 2009, ông Thành là Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy khi còn là Giám đốc của nhà máy xi măng Hải Phòng. Tháng 7 năm 2010 đến tháng 11 năm 2010, ông là Thành ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng. Từ tháng 12 năm 2010 đến tháng 5 năm 2014, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 14. Từ tháng 5 năm 2007 đến tháng 5 năm 2011, ông là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 12. Từ tháng 8 năm 2013 đến tháng 12 năm 2013, ông học lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cao cấp khóa 2 do Trung ương triệu tập, học tại Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Từ tháng 5 năm 2014 đến tháng 12 năm 2014, ông Lê Văn Thành giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Chiều ngày 8 tháng 12 năm 2014, tại kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 14 đã bầu ông Lê Văn Thành giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng. Sáng ngày 24 tháng 10 năm 2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 15
nhiệm kỳ 2015-2020, đã bầu ông Lê Văn Thành giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Ngày 26 tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, ông Lê Văn Thành được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12. Sáng ngày 29 tháng 6 năm 2016, tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân thành phố đã bầu ông Lê Văn Thành giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối. Ngày 14 tháng 10 năm 2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 16, hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng khóa 16, nhiệm kỳ 2020-2025, đã bầu ông Lê Văn Thành giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại phiên bầu cử Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 18, ông được bầu làm Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Sáng ngày 8 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11, ông được Quốc hội Việt Nam khóa 14 bầu làm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 theo lời đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ngày 28 tháng 7 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định số 1438 QĐ-TTg bổ nhiệm ông Lê Văn Thành làm Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19. Ngày 16 tháng 9 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định số 1527 QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành làm trưởng Ban Chỉ đạo. Ngày 14 tháng 1 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định số 55 QĐ-TTg bổ nhiệm ông Lê Văn Thành làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về phòng chống sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Ngày 23 tháng 11 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định số 1543 QĐ-TTg phân công trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chương trình hành động không còn nạn đói ở Việt Nam giai đoạn 2016-2025 theo quyết định Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành làm trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chương trình hành động không còn nạn đói ở Việt Nam giai đoạn 2016-2025. Ngày 16 tháng 1 năm 2023, báo chí đồng loạt đưa tin Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đang vắng mặt, nên Thủ tướng Chính phủ phân công công tác Phó Thủ tướng tạm thời đảm nhiệm các lĩnh vực mà ông Thành phụ trách, đó là Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. Tuy nhiên, báo chí không nói gì về việc nguyên nhân ông Lê Văn Thành vắng mặt và cũng không đưa ra thông tin gì thêm về thời gian ông vắng mặt cho đến khi Thủ tướng Chính phủ phân công lại công việc của các ông cho các Phó Thủ tướng khác. Theo tin từ Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ Trung ương, sau một thời gian lâm bệnh nặng, đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc. Nhưng do bệnh nặng, sức yếu, ông Lê Văn Thành đã từ trần vào ngồi 20 giờ 20 phút tối ngày 22 tháng 8 năm 2023 tại nhà riêng ở số 217 phố Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Ông hưởng thọ 61 tuổi. Trong quá trình công tác, ông Lê Văn Thành đã nhận được những danh hiệu tôn vinh như Huân chương Lao động hạng 3, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.